Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Bản tin văn hóa sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với những thông tin sau. Đã có 46 tác giả với 60 tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác biểu tượng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên. Hội thơ Bạch Dương Xuân Cẩm, ngôi nhà chung của những người yêu thơ. Sôi nổi lớp học hát chèo miễn phí ở Phù Cừ. Câu lạc bộ sách và hành động trường Trung học phổ thông Hưng Yên, nơi những người yêu sách dám nghĩ, dám làm. Phụ nữ thôn Hảo tự nguyện thành lập đội phụ nữ tự quản ở chợ. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự, hiệu quả từ những mô hình sân chơi được làm từ đồ tái chế. Nhà thơ Nguyễn Quốc Lập với tập thơ Tự khúc giữa dòng. Cuối chương trình Mục tinh hoa phố Hiến, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tinh hoa nghề mộc Hòa Phong. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Nhằm thực hiện có hiệu quả đề án tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, đồng thời hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu cho du lịch Hưng Yên, từ ngày 8 tháng 3 năm 2019, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng, logo và khẩu hiệu slogan du lịch Hưng Yên. Sau hơn 6 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 60 tác phẩm của 46 tác giả đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước tham gia cuộc thi. Ban tổ chức tiếp tục nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2019. Sau đó dự kiến vào đầu tháng 10, ban giám khảo sẽ tổ chức chấm và chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Hội thơ Bạch Dương Xuân Cẩm thị xã Mỹ Hào được thành lập từ năm 2009, hiện có trên 100 hội viên, chủ yếu là người cao tuổi, yêu thích và sáng tác thơ của 4 xã phường là Bạch Sam, Dương Quang, Xuân Dục và Cẩm Xá. Hội thơ sinh hoạt thường xuyên 1 tháng 1 buổi, để các hội viên giao lưu gặp gỡ, trao đổi những bài thơ mới sáng tác, cũng như chia sẻ tâm sự chuyện nuôi dạy và giáo dục truyền thống gia đình cho con cháu, hỏi thăm sức khỏe, kinh nghiệm phòng chống một số bệnh thông thường mà tuổi già thường mắc phải, động viên nhau sống vui, sống khỏe. Trong kỳ sinh hoạt tháng 9 này, hội thơ đã ra mắt tập thơ số 4, gồm trên 140 bài thơ của các tác giả trong hội. Các bài thơ chủ yếu theo thể thơ lục bát, với chủ đề phong phú, mang hơi thở cuộc sống hiện tại như quê hương đổi mới, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa. Bên cạnh đó là các bài thơ khơi dậy truyền thống nhân văn, hiếu kính cha mẹ, thủy chung vợ chồng, tuổi cao, sống vui, gương mẫu, đồng thời phê phán các thói hư tật xấu trong xã hội. Lớp học hát chèo miễn phí được Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Phù Cừ mở tại nhà văn hóa huyện từ ngày 20 tháng 9 đến cuối tháng 10. Lớp học thu hút hơn 40 học viên là các hạt nhân văn nghệ đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian 1 tháng theo học, các học viên sẽ được hướng dẫn kỹ thuật hát các làn điệu chèo, các điệu múa phụ họa, có thêm kiến thức về nhịp phách, cách ngâm, vỉa, cách lấy hơi nhả chữ là những kỹ thuật rất cơ bản trong nghệ thuật biểu diễn. Từ những nền tảng cơ bản đó, các học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể về truyền dạy cho các thành viên khác trong câu lạc bộ văn nghệ tại các địa phương, từ đó góp phần gìn giữ làn điệu chèo truyền thống và giúp phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng. Câu lạc bộ sách và hành động trường Trung học phổ thông Hưng Yên được thành lập từ năm 2017 đến nay có gần 20 thành viên. Hiện số đầu sách mà câu lạc bộ sở hữu là trên 500 cuốn, chủ yếu là sách về văn hóa, kỹ năng sống, nuôi dưỡng tâm hồn, hướng nghiệp, kinh tế, giáo dục. Để có được số lượng sách ấy là sự cố gắng không nhỏ của các thành viên trong câu lạc bộ. Các em đã trực tiếp đi nhặt giấy báo, chai lọ nhựa hoặc tranh thủ thời gian rảnh để làm đồ ăn, nước uống, đồ dùng học tập, bán lấy tiền gây quỹ mua sách. Các thành viên trong câu lạc bộ tìm đến những hội chợ sách, những trang bán sách online để có thể tìm mua được những cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức những ngày hội sách hay chiến dịch đổi sách lấy cây. Ngoài việc trưng bày, các thành viên còn giới thiệu những cuốn sách mới, bổ ích. Qua đó thu hút được sự quan tâm của đông đảo học sinh và các thầy cô giáo trong trường cùng tham gia đọc sách. Với đặc thù nhiều công nhân ở các tỉnh về lưu trú, khu vực ngã ba chợ Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ luôn trong tình trạng ùn tắc. Nhằm hạn chế tình trạng mua bán, lấn chiếm lòng đường, ách tắc giao thông, Hội Phụ nữ thôn Hảo đã tự nguyện thành lập đội giao thông tự quản tại chợ. Được thành lập từ năm 2011 với 5 hội viên, đến nay đã 8 năm, các thành viên trong đội vẫn tích cực thay phiên nhau, ngày ngày ra giữ gìn trật tự chợ. Được các hội viên phân luồng, nhắc nhở, tình trạng mua bán lấn chiếm lòng đường đã hạn chế, giảm được việc ùn tắc giao thông ở cổng chợ, góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Mặc dù không có kinh phí hoạt động, đội tự quản vẫn duy trì công việc thường xuyên dựa trên tinh thần tự nguyện. Đây là hoạt động thiết thực của Hội Phụ nữ địa phương. Việc làm này cần được nhân rộng ở các nơi khác.
trạng thiếu sân chơi trẻ em, nhiều trẻ nhỏ phải tìm đến những điểm chơi không an toàn như là vỉa hè, lòng đường hoặc vùi đầu vào trò chơi ảo trên các thiết bị thông minh. Vì thế, nhiều đơn vị đoàn thanh niên đã sử dụng các vật liệu tái chế để sáng tạo ra các sân chơi dành cho trẻ em. Hưởng ứng cuộc vận động Hành trình thứ hai của lốp xe do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu là đơn vị đầu tiên của tỉnh Hưng Yên sáng tạo mô hình sân chơi cho trẻ em từ các vật liệu đã qua sử dụng. Lốp xe thì mình cũng tận dụng được, xin được các gia đình có xe, người ta thay, người ta sẽ hỗ trợ anh em. Và cũng có nhiều anh em tình là cũng xin giúp ở các địa điểm của các gara ô tô để mang về cho. Còn kinh phí chủ yếu là, đấy, như mình là đi đặt cái xích vào cái khung tốn thì là cơ bản tiền là sợi hóa. Khi mô hình sân chơi tái chế được xã Dạ Trạch thực hiện thành công, đã có nhiều xã trong huyện đến tham khảo và học làm theo. Nếu như ở Dạ Trạch, sân chơi được đặt tại Ủy ban Nhân dân xã thì tại xã Ông Đình, sân chơi này được đặt tại điểm trường mầm non. Cũng chỉ với những chiếc lốp xe, các mảnh gỗ và sơn màu, các đoàn viên thanh niên đã sáng tạo ra nhiều món đồ chơi như xích đu, bập bênh, cầu thăng bằng, ghế gấu và bồn hoa. Với màu sắc đẹp, họa tiết đáng yêu, cách chơi đơn giản, những đồ chơi này đã được nhiều em nhỏ yêu thích. Con thì con rất là đồ chơi đẹp, ra xích đu, cả bập bênh, cầu chuột, con thích chơi bập bênh nhất. Trước đây buổi chiều con thường ở nhà xem tivi và chơi điện thoại rồi ạ. Bây giờ thì chiều nào cũng ra để chơi ạ. Con thấy đồ chơi ở đây rất đẹp. Với những lợi ích thiết thực trong thời gian tới, mô hình này sẽ được huyện Khoái Châu nhân rộng để đáp ứng nhu cầu sân chơi của trẻ nhỏ. Đến thời điểm này thì các cái điểm vui chơi được xây dựng từ các cái vật liệu phế thải. Chúng tôi đã nhân rộng và triển khai được 5 xã trên địa bàn toàn huyện. Và theo kế hoạch thì chúng tôi phấn đấu là sẽ 25 trên 25 xã phường thị trấn sẽ xây dựng được các cái điểm vui chơi cho các em thiếu niên đồng. Sau thành công của huyện Khoái Châu, huyện Phù Cừ là đơn vị thứ hai thực hiện mô hình sân chơi tái chế. Hiện nay các đoàn viên đã hoàn thành một điểm sân tại trường mầm non xã Minh Tiến và đang tiến hành thi công tại điểm trường mầm non thị trấn Trần Cao. Và tới đây mô hình cũng được huyện tiến hành nhân rộng. Trong thời gian tiếp theo thì ban thường vụ đoàn sẽ triển khai đến 27 trên 27 cơ sở đoàn trong toàn huyện, phấn đấu đến cuối năm 2020 thì 100% các cơ sở đoàn sẽ đảm nhận xây dựng điểm vui chơi là hành trình thứ hai của lốp xe cho thanh thiếu nhi. Hành trình thứ hai của lốp xe là hoạt động vô cùng ý nghĩa, không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần phát triển kỹ năng cho thiếu niên nhi đồng, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, mà còn góp phần nâng cao ý thức tái chế, tái sử dụng rác thải, bảo vệ môi trường, tiết kiệm. Nhà thơ, nhà văn Nguyễn Quốc Lập, sinh năm 1948 tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu. Song hành cùng sự nghiệp chính trị, trái tim và tâm hồn nghệ sĩ dễ rung động của ông đã cho ra đời nhiều tập thơ sâu lắng về quê hương, cảnh sắc, thế sự. Tập thơ Tự Khúc Giữa Dòng được xuất bản bởi nhà xuất bản Hội Nhà Văn thật sự như một cuốn nhật ký, cảm nhận về dòng đời đầy lạc quan, vui tươi. Đây cũng là tập thơ thứ 7 mà ông đã xuất bản cho ra mắt bạn yêu thơ. Tự Khúc Giữa Dòng là tập thơ thứ 7 của tác giả Nguyễn Quốc Lập, xuất bản sau 2 năm trăn trở. Tập thơ gồm 76 bài theo thể thơ mới, ngắn gọn, giàu tính biểu đạt, đa chủ đề như tình yêu quê hương, tình cảm bạn bè, cảnh sắc. Tuy nói về thế sự và cuộc sống nhưng không hề bi quan mà rất đỗi tin yêu. Tôi muốn là tự lòng mình nói nên nỗi niềm yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước, và lúc nào cuộc sống cũng vui, tươi và đẹp đẽ như là mênh mang giữa biển trời. Chất chữ tình trong thơ của ông mang nhiều cung bậc, nhiều biên độ khác nhau và mỗi câu thơ của ông đều là một vấn đề rất thời sự. Ông quan niệm rằng người cầm bút phải có nhiệm vụ truyền tải những điều mình cảm, mình thấy, những điều mình yêu vào trong tác phẩm. Đối với ông, thơ truyền tải một góc nhìn về cuộc sống, phản ánh đời sống bằng thi tứ. Tôi chỉ mong muốn là mọi người hiểu và nâng cao cái tâm hồn, nâng cao cái tình cảm đối với cuộc sống, đối với xã hội và nhận thức được vấn đề cuộc sống nó đúng thì như vậy là nó sẽ hành động đúng. Tôi ví dụ như là một bài thơ tôi viết là như vậy, là cho cái cô hai vợ chồng cứ hay cãi nhau thì tặng cho hai vợ chồng thì từ đó là không cãi nhau. Chính vì sự mộc mạc, chân thành, tình cảm trong thơ mà các tập thơ của ông đều được bạn đọc, bạn thơ đón nhận rất hào hứng. Đọc của thơ thì đúng là đối với ông Lập là tôi đọc nhiều nhất. Và không cái bài nào giống người nào. Và càng gần đây thì càng ngắn gọn. Đọc thơ của anh ấy vừa cảm nhận được cái tình cảm của anh ấy đối với quê hương là cái thứ nhất.
bạn bè là cái thứ hai và cái thứ ba là đối với đất nước. Khi anh viết lên thơ thì tình cảm ấy tôi lại cảm nhận được rất là sâu sắc và rất là đó là từ đáy lòng của mình viết lên thơ chứ không phải thơ hời hợt. Sinh ra ở Hưng Yên, sinh sống tại Hà Nội, nhiều năm công tác tại Cộng hòa Séc, đi công cán qua nhiều quốc gia đã tạo chất liệu cho tác giả Nguyễn Quốc Lập suy ngẫm và sáng tác. Không chỉ sáng tác thơ, tác giả Nguyễn Quốc Lập còn viết và xuất bản nhiều sách. Một lần nữa, Tự khúc giữa dòng như một lời ca say sưa của một con người yêu cuộc sống, cuộc đời giữa dòng đời thăng trầm. Khúc hát đó sẽ làm lay động trái tim những người thưởng thức nó, lan tỏa tình yêu người, yêu đời để cuộc sống thêm dư vị yêu. Xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào xưa kia nổi tiếng với nghề làm cây bừa, nhưng quá trình cơ giới hóa nông nghiệp phát triển, nhu cầu sử dụng cây bừa không còn nữa. Bởi vậy, hơn 20 năm trở lại đây, những người thợ làm cây bừa trong xã đều phải tìm hướng đi khác cho mình. Đây chính là thời điểm mà nghề mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ Hòa Phong bắt đầu phát triển. Từ những thợ mộc làm cái cày, cái bừa, phục vụ nông nghiệp, những người đàn ông ở xã Hòa Phong tự học nghề lẫn nhau, dần dần ai cũng biết nghề chạm khắc gỗ. Họ truyền tay nhau bí quyết quân bát, phát tam, tôn ngũ, phân nhị. Có nghĩa lấy chu vi chia thành 8 đoạn, bỏ đi 3 đoạn, còn lại 5 đoạn, đem chia 2 để tính công thức đường kính gỗ. Hoặc để chia mức độ khó của hình khối, người thợ ở Hòa Phong có câu nhất mộc, nhị phân, tam vân, tứ thú. Cụ thể, khó nhất là chạm cây cối, sau đó là chạm hình người, đến chạm mây và cuối cùng là chạm những con thú. Để có được sản phẩm hoàn chỉnh, quá trình sản xuất được chia làm 4 công đoạn, chọn gỗ, phác thảo bố cục tạo hình, đục thô và cuối cùng là chạm tinh. Mỗi công đoạn đều có những vai trò riêng, trong đó bước tạo hình được xem là công đoạn khó nhất, tạo nên nét đặc trưng của nghề. Là một chủ xưởng đồ gỗ mỹ nghệ có tiếng, anh Nguyễn Văn Đủ ở thôn Thuần Mỹ cũng phải mất rất nhiều năm đi tìm chỗ đứng cho nghề chạm khắc gỗ. Sinh ra trong một gia đình làm nghề mộc, ngay từ thuở nhỏ, anh Đủ rất đam mê và có năng khiếu nặn vẽ con giống. Học hết lớp 6, anh rời ghế nhà trường đi học nghề chạm khắc gỗ ở một số làng nghề nổi tiếng ở miền Bắc. Sau khi thành nghề, anh đi vào các tỉnh phía Nam, vừa làm thuê, vừa tìm thầy tâm huyết học nghề. Kết hợp với khả năng nhận thức của mình, anh đã trở thành một thợ có tay nghề giỏi. Năm 2008, anh trở về mở xưởng sản xuất tại nhà, làm các con giống cây cảnh bằng gỗ rất độc đáo và đẹp mắt. Từ đó đến nay, đã có nhiều khách hàng trong và ngoài nước đến đặt mua hàng của anh. Này mới ngoài 30 tuổi, nhưng anh đã làm một chủ cơ sở chạm khảm đồ gỗ cao cấp có uy tín nhất trong vùng và được nhiều nơi biết đến. Hiện cơ sở sản xuất của gia đình anh tạo việc làm thường xuyên cho trên 10 lao động, đồng thời còn truyền nghề cho nhiều người trong và ngoài tỉnh. Người bắt đầu đi học thợ là người ta phải yêu nghề của cái mình đi làm đó. Xong là về tư duy và cái đạo đức nghề nghiệp người ta phải chuẩn chỉ là mình hiểu được mình đang làm cái sản phẩm gì mà mình thả hồn vào đó. Mình nhiệt huyết về cái sản phẩm đó thì là theo những cái mẫu mã mà trí tưởng tượng của anh làm sao là anh tưởng tượng trong đầu anh truyền ra được đôi tay làm sao nó hai cái nó kết hợp nhau và kết hợp theo cái dáng gỗ của những cái cục gỗ tự nhiên ấy, thì ta sẽ đạt được cái sản phẩm tinh xảo nó sẽ đẹp hơn. Nghệ nhân Nguyễn Đình Nam ở thôn Phúc Miếu năm nay mới có 33 tuổi nhưng đã gần 20 năm làm nghề. Anh là đời thứ ba trong gia đình làm nghề mộc. Hiện nay xưởng mộc của anh có khoảng 20 công nhân, mỗi tốc thợ lại phụ trách một sản phẩm riêng. Những phiến gỗ to qua bàn tay khéo léo của gia đình anh đã trở thành những chiếc tủ tường, bàn và ghế dài trong các phòng hội nghị. Những phiến gỗ nhỏ hơn cũng trở thành các loại tủ nhỏ để quần áo, chạn bát, giá đỡ, khay đựng, v.v. Và ngay cả những khúc gỗ nhỏ
cong queo, sần sùi, có khi chỉ là gốc cây, cành cây cũng biến ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tuyệt đẹp như tượng Phật, các vị tiên, tứ linh, long, ly, quy, phượng hay câu đối, tượng các danh nhân lịch sử trong nhân loại. Những phiến gỗ tưởng chừng vô dụng nhưng được anh thổi hồn làm cho sống động, phản ánh đời sống văn hóa dân gian đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ nói riêng và của làng quê Việt Nam nói chung, được bạn bè trong và ngoài nước yêu thích và có giá trị xuất khẩu cao. Chúng em được sinh ra trong làng nghề, thực ra là ngay từ nhỏ thì nó ăn sâu vào bản thân mình rồi. Nó cũng đi làm nghề từ sớm lắm. Bây giờ thì nó gắn bó, nó yêu nghề thôi, thì mỗi ngày nó phát triển lên thôi. Đấy, thì sau này làm ăn thì nó mở rộng dần lên, sau này có một số đội ngũ thợ thuyền kế cận. Phải yêu nghề xong nó cộng với một số nó tìm tòi một chút. Đấy, có con mắt nghệ thuật tí, nhưng quan trọng là phải yêu nghề. Điều đặc biệt là mỗi làng của xã Hòa Phong đều phát triển nghề mộc theo một thế mạnh riêng của mình, như làng Phúc Thọ với nghề làm mộc dân dụng, làng Phúc Miếu chuyên chạm khảm đồ gỗ mỹ nghệ, đồ thờ và các chi tiết hoa văn ở các công trình. Toàn xã Hòa Phong hiện có trên 100 xưởng mộc lớn nhỏ, trong đó tập trung nhiều ở các thôn Vân Dương, Thuần Mỹ, Phúc Miếu và Hòa Lạc. Những cơ sở này đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 1.700 lao động với mức thu nhập từ 3 tới 10 triệu đồng một người một tháng. Các sản phẩm của Hòa Phong được người tiêu dùng đánh giá là rất tinh xảo và chất lượng. Mộc của Hòa Phong mộc mạc như chính con người họ, nhưng trong cái mộc mạc lại toát lên vẻ đẹp riêng, nhẹ nhàng, tinh tế. Những hoa văn được điêu khắc toàn bắt nguồn từ những điều gần gũi, giản dị trong cuộc sống như chính cây cỏ, cây lá, cành hoa, rặng tre. Bên cạnh đó cũng có những họa tiết rồng bay phượng múa cao nhã nhưng cũng rất hiền hòa, uốn lượn nhẹ nhàng. Với những ứng dụng mới của khoa học công nghệ, những người thợ ở Hòa Phong đã đưa máy móc vào hỗ trợ, thay thế một số công đoạn pha chế nguyên liệu và hoàn thiện sản phẩm vốn trước chỉ làm bằng thủ công. Các loại máy phun sơn, máy cưa, máy tiện cùng một số công cụ khác hỗ trợ thiết thực giúp người thợ nâng cao tay nghề tinh xảo, sáng tạo mẫu mã, tạo được họa tiết độc đáo mới lạ cho sản phẩm điêu khắc trên các chất liệu gỗ. Những người thợ điêu khắc ở đây bằng đôi bàn tay khéo léo, khối óc tài hoa và sự tận tâm trong nghề. Họ đã cho ra đời những tác phẩm thỏa mãn được yêu cầu của những khách hàng khó tính nhất. Nghề mộc Hòa Phong đang ngày càng phát triển. Bên cạnh sự năng động của người dân trong việc đa dạng hóa sản phẩm, các nghệ nhân ở Hòa Phong còn quan tâm tới việc đào tạo nghề cho thế hệ trẻ, chọn những người thợ giỏi đứng ra truyền nghề và sự hỗ trợ của các trung tâm dạy nghề. Ngoài ra, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phong đã quan tâm tới tuyên truyền, phổ biến chính sách của nhà nước về phát triển làng nghề đến với nhân dân, quan tâm chỉ đạo sử dụng quy hoạch đất làng nghề, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các hộ sản xuất kinh doanh nghề mộc tại Hòa Phong. Hiện nay, mộc Hòa Phong đã phát triển ở cả 7 thôn trong xã. Có 2 thôn là Thuần Mỹ và Phúc Miếu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống. Năm 2016, giá trị sản xuất và tiêu thụ đồ mộc của toàn xã đạt 295 tỷ đồng, chiếm 55% tổng giá trị sản xuất của xã. Bên cạnh đó thì những cái khó khăn của tôi hiện giờ đó là một là cái hệ thống giao thông để phục vụ cho cái việc đi lại phát triển vận chuyển hàng hóa nguyên liệu để phục vụ cho cái phát triển làng nghề. Thứ hai nữa là về vấn đề môi trường, vì do cái phát triển làng nghề nằm xen sát với cả khu vực dân cư, đại đa số các xưởng mộc lớn cũng nằm trong đất của gia đình, bởi vậy là rất ảnh hưởng đến cái môi trường, đó là những cái khó khăn. Thứ ba nữa là chúng tôi có một số cái kiến nghị, một là cấp trên nên quan tâm tạo điều kiện cũng như là hỗ trợ giúp đỡ cho cái việc giao thông phục vụ cho phát triển làng nghề. Hai nữa là quy hoạch cái vùng riêng biệt đất làng nghề để sau này tạo điều kiện cho chúng tôi chuyển làng nghề mộc ra một cái khu riêng. Mộc Hòa Phong tuy trải qua nhiều thăng trầm nhưng những người thợ điêu khắc gỗ
vẫn ngày đêm miệt mài sáng tạo, say sưa mang cái đẹp đến với cuộc sống, để những sản phẩm điêu khắc gỗ truyền thống Hòa Phong thêm cơ hội bay cao, bay xa hơn nữa. Nghề truyền thống điêu khắc gỗ Hòa Phong sẽ trở thành địa chỉ cho những người yêu thích tinh hoa nghệ thuật điêu khắc gỗ ghé thăm khi về Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, mục Tinh Hoa Phổ Hiến đã khép lại tạp chí văn hóa của chúng tôi tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.